Dạ vâng, âm thanh Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác yêu âm thanh trên toàn quốc. Hôm nay cũng là rất vinh dự và tự hào được đón hai vợ chồng bác Sơn, thành phố Lào Cai xuống cửa hàng mua bộ dàn Kenwood A97. Vâng, với quãng đường rất là xa xôi từ thành phố Lào Cai, bác đã phải bắt xe đi từ 3 giờ đêm về đến cửa hàng điện tử Mạnh Hùng vào 12 giờ trưa với cái nắng đến trên 37 độ. Cũng không làm giảm niềm yêu âm thanh của hai bác. Vâng, và xin mời bác nghỉ ngơi và vào test dàn A97 cho bác. Cũng xin chào tất cả các bác. Các bác nào cũng muốn tham khảo thì cũng gọi điện cho em tham khảo những bộ dàn Kenwood A97 mới về rất là đẹp. Và cũng bác Sơn cũng ở rất xa xôi, cho nên là em cũng phải test cho bác rất là cẩn thận trước khi bác tiếp tục bắt xe về đến thành phố Lào Cai, chắc cũng phải đến 3 giờ đêm hôm sau, 3 giờ đêm ngày mai. Cho nên là cũng rất là vất vả, nhưng với niềm yêu âm thanh, bác cũng không quản đường xá xa xôi, là hai vợ chồng bác đã đến tận cửa hàng chọn mua một bộ dàn A97 ưng ý. Vâng, xin chào các bác, em bây giờ em sẽ đi test thử cho bác Sơn. Yeah.
Hãy subscribe.